Em ơi, xin chào tất cả quý anh chị ạ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video chiều hôm nay của em nha. Hiện tại em đang có mặt ở biển Nha Trang này. Đây là bãi tắm Hòn Chồng Nha Trang. Bên kia là cái tòa nhà Mường Thanh Viễn Chiều. Xung quanh đây là con đường Phạm Văn Đồng, nối dài nha mọi người. Phía bên kia xa xa đó là cái chỗ Hòn Chồng Nha Trang. Đường là đường Phạm Văn Đồng, nối dài là đường Trần Phú. Buổi chiều Nha Trang. Hiện tại thì vì Covid cho nên người dân cũng có tắm nhưng mà tắm khá là ít, không có nhiều như lúc trước. Bên kia thì có cái La Luna, tòa nhà La Luna, hai tòa nhà La Luna. Phía trước là cái bến du thuyền quốc tế Anna Marina. Cái con đường Phạm Văn Đồng này thì cũng không khác gì đường Trần Phú, lại có rất nhiều nhà cao tầng mọc lên. Sẵn tiện thì em qua đây, em muốn quay cho mọi người một cái lô đất có kèm cái nhà thô, xây thô sẵn á, 75 m² mà giá rẻ có 3,7 tỷ, mặt tiền đường 16 m luôn, vỉa hè điện nước đầy đủ luôn. Em muốn từ đây quay tới đó cho mọi người xem cái vị trí đất, cách cái đường mặt đường Phạm Văn Đồng này nè khoảng 100 m thôi. Bây giờ mọi người đi theo chân em đi tới đó nha. Ok, mọi người đi theo chân em nha. Con đường Phạm Văn Đồng này là một trong những con đường biển đẹp nhất Việt Nam. Được mệnh danh là con đường triệu đô của Nha Trang. Có rất nhiều nhà cao tầng. Nó chỉ thua cái đường Trần Phú thôi. Mà sắp tới em nghĩ là nếu mà dịch qua khỏi á, sắp tới dịch cũng sẽ qua khỏi thôi. Bởi vì vaccine bây giờ đã bắt đầu là được sản xuất hàng loạt nhiều rồi. Thì sớm muộn gì thì du lịch cũng sẽ phục hồi. Thì cái con đường Phạm Văn Đồng này sẽ mọc lên rất là nhiều nhà cao tầng, không thua kém như đường Trần Phú. Đó, cái tòa nhà xa xa kia đó là cái tòa nhà Condotel La Luna. À, phía trước đó là cái bến du thuyền quốc tế Anna Marina. Thì từ đó mình mà đi thêm khoảng tầm nửa km, tầm 500 m nữa là mình sẽ gặp cái resort 5 sao Amiana. Cái resort rất là đẹp luôn. Hôm nào em sẽ đến đây, em mua nước em uống, em review khu vực đó cho mọi người xem nha. Xung quanh đây có rất nhiều người ta kinh doanh rất là nhiều luôn. Quán ăn, quán nhậu, cà phê nè, quán nhà hàng hải sản. Chỗ này là cái bến thuyền, thuyền người ta đánh bắt, người ta vô, người ta đậu nhiều. Chỗ kia là cái đảo Hòn Một cho mọi người. Sắp tới chỗ đó cũng sẽ có một cái dự án khu du lịch, một dự án khu nghỉ dưỡng. Còn cái núi kia là núi Cô Tiên, cái núi đó nổi tiếng của phía Bắc Nha Trang. Do dịch bệnh cho nên là người dân Nha Trang họ rất là ít ra đường, đường khá là vắng vẻ. Này, chỗ này là có nhà hải sản này. Nha Trang đồ rất là nổi tiếng cái nhà hàng hải sản. Bây giờ là em sẽ rẽ vô cái lô đất cho mọi người xem nha. Cái đường đi vô là đường đi theo đây cho em đây. Cái đường này là đường Ngô Văn Sở nha mọi người. Cái đường Ngô Văn Sở này thì có chiều rộng khoảng 20 m, vỉa hè hai bên này khoảng 3 m, đường rất là rộng. Đây bây giờ em vô tới cái lô đất của em rồi. Cái vị trí mà đất em muốn giới thiệu cho mọi người là nó có cái vị trí rất là đẹp, lưng tựa núi nè, mặt hướng biển nè. Đây là núi Cô Tiên nè. Sắp tới dưới chân núi Cô Tiên là sẽ có 3 cái dự án rất là lớn. Đầu tiên là dưới đây sẽ có 3 cái chung cư nè. Chỗ kia là sẽ có chung cư 10 tầng. Nối đuôi tiếp đó là 2 cái chung cư, mỗi chung cư 5 tầng. Đó, thì sắp tới cái núi Cô Tiên là sẽ được quy hoạch rất là bài bản. Sẽ có 7 phân khu dự án. 7 phân khu dự án trên núi Cô Tiên này. Cho nên khi mà những cái dự án nó hình thành thì cái bất động sản xung quanh này nó sẽ phát triển theo và tăng giá rất là nhiều luôn. Đây là cái căn nhà cộng kèm lô đất mà em muốn giới thiệu cho mọi người đây. Đây cái nhà ở xung quanh này, đây này, những khách hàng trước đó họ mua và họ đã xây dựng rồi.
xây dựng rất là nhiều luôn. Em đi vòng cho em cho mọi người xem nha. Những lô đây là họ bán hết rồi, đã bán được bán hết rồi. Khách hàng họ, những người họ đã mua trước đó này bây giờ họ xây rất là nhiều nè. Đó, đây khách hàng họ đã xây nè. Đó, mọi người thấy không? Đó, như là xây, xây. Đó, bây giờ em sẽ quay lại em quay cái nhà đó cho mọi người xem nha. Đây là cái nhà đây. Cái nhà này thì nó lại là cái lùi đất thôi, nhưng mà chủ đầu tư họ xây sẵn cái phần thô cho mình rồi. Họ chỉ lấy thêm 400 triệu tiền xây cái nhà thôi. Thì tổng cái lô cái nhà này là 75 m². Giá tổng của cái lô này là về cái nhà đây là chỉ giá 3,7 tỷ. Đây là một trong cái mẫu nhà người ta đã xây trước này. Rất là đẹp luôn. Một trệt, hai lầu một tum. Ở trên là phòng thờ với sân phơi, sân phơi á mọi người. Đó, sân phơi kìa. Cái nhà này thì nó diện tích nhỏ hơn, tới 60 m² thôi. Đây là cái đường này là đường rộng 13 m nè. Vỉa hè hai bên 3 m. Đó, đường này là ô tô đi thoải mái luôn. Đó, ô tô. Đường này thì nhỏ hơn, đường này thì rộng hơn. Đây, hai căn nhà mà em muốn giới thiệu cho mọi người đây. Ngang 5 m cho mọi người, ngang 5 m. Dài hơn 14 m. Thì diện tích là 75 m². Đây. Và xây thô sẵn rồi, mình mua mình về mình tiết kiệm, mình có thể sửa. Bây giờ thì mình sẽ sửa cái phần trên thôi, cho nó giống cái mẫu mới bên đây người ta đang xây nè. Khách này là họ mua trước đó họ xây nè. Đây, cái mẫu mới. Mình chỉ còn sửa phần trên thôi là mình xây thêm cho nó giống cái mẫu của chủ đầu tư họ đưa ra. Thì quý anh chị mình cũng biết là những cái dự án thì đa phần là phải xây theo mẫu của chủ đầu tư, chứ không phải là mình muốn xây sao xây. Ví dụ như những cái khu đô thị nổi tiếng của Nha Trang đều phải xây theo mẫu hết á. Nhà liền kề. Nhà liền kề đó gọi như là những khu đô thị Mỹ Gia này, khu đô thị An Bình Tân, khu đô thị Vicen, Phước Long, Phước Hải, phía lúc Phước Long 2 đều là phải xây theo mẫu hết. Nhưng đặc biệt của cái dự án bên em là của quân đội nha mọi người, quân đội làm. Dự án này là của quân đội làm. Cho nên là cái vò độ uy tín là mọi người yên tâm. Khi mọi người tới đây xây nhà, mình xây nhà mình hoàn công là mình sẽ được cấp sổ đỏ. Mình sẽ được cấp sổ hồng trao tay. Đây ngang 5 m nha mọi người. Giờ mình chỉ còn sửa sang lại một xíu thôi. Ngang 5 m, dài hơn 14 m là con này rộng lắm. Cái khu dự án này là của công ty xây dựng công trình hàng không ACC trực thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư nha mọi người. Toàn bộ cái dự án này thì có tổng là 200 nền lận, 200 nền và nền nhà liên kề và biệt thự. Nhưng mà đa phần đã được bán hết rồi, bây giờ chỉ còn hai căn này thôi. Trong này thì có 151 nền là được cấp cho các quân nhân có thành tích xuất sắc trong các đơn vị. Và còn lại 49 nền thì được thương mại hóa bán lại thị trường, thì bên em đã bán hết rồi, còn hai nền này thôi. Cho nên khi mà quý anh chị mình sở hữu một cái lô đất ở đây là quý anh chị mình hoàn toàn yên tâm về cái tính pháp lý nè, lý an toàn nè, vị trí đẹp nè, lưng tựa núi nè, núi Cô Tiên nè, lưng tựa núi nè, mặt thì là hướng ra biển nè. Nó có tòa nhà La Luna kìa mọi người. Trước cái là tòa nhà La Luna đó là cái bến du thuyền quốc tế Anna Marina, rất là đẹp luôn. Khu này rất là mát mẻ. Đèn điện chiếu sáng nè, năng lượng mặt trời nè. Đó. Đèn điện chiếu sáng, năng lượng mặt trời. Có cống thoát nước mưa đầy đủ. Có tủ điện âm này. Điện nước tận nơi nè. Nằm trong khu vực dân trí cao. Khu này dân trí cao. Và hàng xóm thân thiện. An ninh tốt. Khu đô thị thì an ninh tốt, có bảo vệ. Cho nên mọi người yên tâm nha. Yên tâm khi mà mình đầu tư đất hoặc là mình mua nở khu vực này. Và để sở hữu một cái lô đất ở đây thì quý anh chị mình chỉ cần bỏ ra 3,7 tỷ thôi. 3,7 tỷ mà nếu mình mua chỗ khác đâu kiếm khó lắm. Mình chỉ cần vô hẻm thôi, vô khu trung tâm mình chỉ kiếm vô hẻm, mà đặt đường biển thì lại khó hơn. Cho nên cái khu vực này là gọi là rẻ nhất khu vực Nha Trang rồi. Cho nên rất là thích hợp để quý anh chị mình mua, mình vừa ở mình hoặc là mình đầu tư cũng được. Đó là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ cho mọi người. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì quý anh chị mình kết bạn Zalo với em nha, 0353 687 732. Em sẽ gửi cho mọi người sơ đồ bảng giá cũng là như là cái phương thức thanh toán như thế nào nha.
Em hoặc là gọi trực tiếp cho em cũng được. Số điện thoại của em là 0353 687 732, thì đó cũng là số Zalo của em luôn. Và em xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thời gian xem video của em nha. Em hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị vào những video tiếp theo của em ạ.